bà xã kém 14 tuổi từng làm tiếp viên hàng không của nhạc sĩ Huy Tuấn, gái hai con cực sành điệu và thời thượng. Vợ thứ hai kém nhạc sĩ Huy Tuấn tới 14 tuổi. Tên Quỳnh Vũ, rất sành điệu và cá tính dù đã là mẹ hai con. Vợ thứ hai của nhạc sĩ Huy Tuấn kém anh 14 tuổi, tên là Quỳnh Vũ. Sinh năm 1984, Huy Tuấn và Quỳnh Vũ gặp nhau năm 2011 rồi kết hôn. Hiện cả gia đình nam nhạc sĩ sinh năm 1970 đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vợ Huy Tuấn từng làm tiếp viên hàng không, sau đó hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng như trẻ ra mỗi lần sánh đôi bên bà xã trẻ đẹp. Kém 14 tuổi hiện tại, Quỳnh Vũ đang đồng hành cùng Huy Tuấn trong công việc. Cô là người hỗ trợ chồng trong việc sản xuất, truyền thông cho nhiều dự án âm nhạc của anh. Quỳnh Vũ gây ấn tượng với người đối diện bởi vẻ ngoài rất cá tính. Dù đã là mẹ hai con, sắp sửa bước sang tuổi 40 nhưng bà xã nhạc sĩ Huy Tuấn vẫn rất sành điệu. Cá tính Quỳnh Vũ luôn xuất hiện giản dị nhưng lại cực thu hút nhờ thần thái. Có chồng là người nổi tiếng nhưng Quỳnh Vũ lại sống rất kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông. Bà mẹ hai con sở hữu style ăn mặc đơn giản nhưng cực chất. Ở cô luôn toát lên vẻ đẹp tự nhiên, khỏe khoắn và rất thu hút. Cuộc sống con chung, con riêng của nam nhạc sĩ và vợ trẻ rất hòa thuận. Hạnh phúc Quỳnh Vũ và Huy Tuấn hiện đã có hai con trai chung. Cả gia đình bốn người cùng con gái riêng của Huy Tuấn thường xuyên có những buổi đi chơi chung. Đi du lịch rất vui vẻ.